giữa muôn trùng khơi đơn độc chống chọi với sóng gió, ngọn đèn biển luôn đứng đó dõi theo hướng dẫn cho tàu thuyền, là ngọn cờ của chủ quyền quốc gia. Hôm nay chúng ta hãy khám phá về ngọn Hải Đăng. Ngọn Hải Đăng hay còn gọi là đèn biển được thiết kế thành một ngọn tháp hoặc là khung nhà được chiếu sáng từ hệ thống thấu kính hoặc đèn. Từ thời xa xưa, việc chiếu sáng ngọn Hải Đăng đã được dùng từ lửa. Tại Việt Nam hiện nay có rất nhiều ngọn Hải Đăng phân bố khắp mọi miền đất nước, trải dài theo từ Móng Cái đến Hà Tiên. Hầu hết ở các đảo thuộc lãnh hải nước ta đều bố trí ngọn Hải Đăng. Vậy ngọn Hải Đăng có tác dụng gì? Hải Đăng đã có từ rất lâu và được bố trí tại các đảo. Hải Đăng giúp cho các tàu định hướng và tìm đường. Một trong những tác dụng của ngọn Hải Đăng từ xưa cho đến nay mà mọi người thấy phổ biến nhất là giúp các tàu đi trên biển định hướng và tìm đường vào cảng. Nhờ có Hải Đăng, có rất nhiều con tàu trông tranh trên biển có thể tìm được đường trở vào đất liền, tránh bị lạc giữa biển bao la. Hải Đăng đánh dấu lối an toàn vào cảng. Thiết kế của các ngọn Hải Đăng nhằm mục đích đánh dấu những lối an toàn vào cảng cũng như là các bãi cảng nguy hiểm, các bãi đá ngầm. Mà nhờ đó các tàu thuyền đi vào cảng sẽ đúng lối, đảm bảo sự thuận tiện, tránh được những bãi cạn, bãi đá nguy hiểm có thể gây hư hỏng tàu thuyền, nguy hiểm hơn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của những người trên tàu. Ngoài các tác dụng kể trên thì ngọn Hải Đăng còn được đánh giá cao với vai trò quan trọng. Nhiều ngọn Hải Đăng của nước ta được xây dựng tại các bến đảo là nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo của nước Việt Nam. Ngọn Hải Đăng được thiết kế khoa học, góp phần hiện đại hóa, tạo sự thuận lợi cho giao thông đường biển. Nhờ có ngọn Hải Đăng mà công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển được nhanh chóng, kịp thời. Như vậy, chúng ta thấy ngọn Hải Đăng là một công trình không thể thiếu ở các miền biển trên khắp nơi trên toàn thế giới. Đây là một trong những biểu tượng gắn liền với biển. Ở mỗi nơi, Hải Đăng lại có một nét độc đáo riêng. Top 5 cái ngọn Hải Đăng đẹp nhất thế giới thì có thể nói là ngọn Hải Đăng Everest Rocks Alaska của Mỹ, có cấu trúc hình bát giác nằm trên đỉnh Everest Rock, là một hòn đảo nhỏ ở phía tây nam của Alaska, tức cái bang này phía tây bắc của Mỹ, là trước đây là của Sa Hoàng Nga bán cho Mỹ, phía nam giáp với Canada. Thì công trình này được xây dựng từ năm 1902 đến năm 1905 để quan sát và theo dõi các tàu thuyền cũng như một số vụ đắm tàu thảm khốc ở gần đó. Và ngọn Hải Đăng được thắp sáng lần đầu tiên vào năm 1906 và ngừng hoạt động vào năm 1973. Nó còn gọi là Hải Đăng nguyên bản lâu đời nhất tại Alaska, là một trong những vùng rất là xa xôi. Thứ hai là ngọn Hải Đăng Hercules của Tây Ban Nha. Thì ngọn Hải Đăng này nằm ở cái lối vào cảng của La Corona, Galicia của Tây Ban Nha và chỉ được sử dụng cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Hercules là ngọn Hải Đăng La Mã duy nhất được bảo tồn và sử dụng cho các tín hiệu hàng hải. Không những thế, Hercules là một di sản của thế giới do UNESCO công nhận. Và ngọn Hải Đăng này được xây dựng trên đỉnh một tảng đá cao 57m nhô ra Đại Tây Dương và nó đã được khôi phục vào thế kỷ thứ 18. Thứ ba là ngọn Hải Đăng Les Aliados của Argentina, nằm trong kênh Angle ngoài khơi của thị trấn Ushuaia trên mũi phía nam của Argentina gần Nam Cực. Ngọn Hải Đăng này đã đưa vào phục vụ năm 1920 và được trang trí bằng các vệt sọc đỏ trắng. Les Aliados nằm trên một hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi những đỉnh núi tuyết Terra de Fuego tuyệt đẹp. Du khách không thể trực tiếp vào trong ngọn Hải Đăng, chỉ có thể tham quan từ xa qua các tour du lịch bằng tàu thuyền. Thứ tư là có thể nói đến ngọn Hải Đăng Tolitis của Hy Lạp. Đây là ngọn Hải Đăng nằm trên một đỉnh một con tháp đá hẹp thò ra biển Aegean ở ngoài khơi đảo Abderos của Hy Lạp, được xây dựng năm 1897. Đây là ngọn Hải Đăng đã bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai và được xây dựng lại trên đá vào đầu những năm 1990. Ngoài ra còn có một cầu thang bằng đá chạm khắc uốn lượn nối liền với công trình này. Ngọn Hải Đăng thứ năm đó là Pegon ở California, là một trong những ngọn hải đăng cao nhất của nước Mỹ. Pegon Pond cao 35,5m, là một phần của công viên lịch sử tiểu bang, nằm cách 50 dặm về phía nam của San Francisco. Lần đầu tiên thắp sáng là ngày 15 tháng 11 năm 1872, và ngọn hải đăng này mãi tới bây giờ vẫn là một công trình cứu hộ hàng hải tích cực của lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.
Việt Nam ta có 92 ngọn hải đăng, trong đó có 5 ngọn hải đăng nổi tiếng nhất. Đó là đầu tiên là có thể nói là hải đăng Cây Gà, là thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận. Đây là ngọn hải đăng được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và nhiều tuổi nhất. Hải đăng Cây Gà được xây dựng từ năm 1897 đến năm 1899 và toàn bộ là bằng đá. Tháp có hình bát giác, cao 66m so với mực nước biển. Riêng phần thân tháp là 41m và đường kính là 2m. Phần đài đặt đèn là 3m. Từ chân tháp lên đỉnh được nối 182 bậc cầu thang sắt. Ngọn đèn có thể nhìn thấy từ xa 40 km, tức là tương đương 22 hải lý. Thứ hai là hải đăng Đại Lãnh, được biết đến là như một nơi để đón mặt trời đầu tiên của nước ta. Vinh dự này là thuộc về một hòn đảo nhỏ hơn ở gần đó, thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm của huyện Đông Hà, Phú Yên. Hải đăng Đại Lãnh được xây dựng năm 1890, gồm khối nhà cao 5m với diện tích là 320m² và có thể nhìn xa từ 27 hải lý. Thứ ba là hải đăng Vũng Tàu, nằm trên đỉnh núi nhỏ, được xây dựng và cánh thành năm 1862. Nhưng mà đến năm 1913 thì ngọn hải đăng này được chuyển từ độ cao 149m lên vị trí hiện nay, tức là cao 170m. Ngọn hải đăng là có tháp tròn sơn trắng, cao 18m và đèn có thể chiếu xa 30 hải lý. Tư là hải đăng Hòn Dấu. Hải đăng Hòn Dấu là gắn liền với đảo Hòn Dấu ở khu du lịch giải trí Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ Bến Nghiêng, tức là bãi Ba mà ra đảo là mất khoảng 15 phút. Hải đăng Hòn Dấu được công trình cho các kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng năm 1892 và hoàn thành năm 1898. Tháp cao 5 tầng, đỉnh đèn cao 140m so với mặt nước biển. Và bên trong tháp đã có 125 bậc thang gỗ uốn theo hình xoáy ốc. Và đứng thứ 5 là hải đăng Gành Đèn, là thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách Gành Đá Đĩa khoảng 15 phút đi bộ. Thì hải đăng Gành Đèn là thuộc loại đèn báo cửa, giúp cái tàu thuyền hoạt động trong vùng biển của tỉnh Phú Yên, định hướng ra vào vùng vịnh Xuân Đài và Vũng Chào cũng thuộc tỉnh Phú Yên. Tầm đèn chiếu xa khoảng 17 hải lý. Khác với các ngọn hải đăng khác trên biển, thì hải đăng Gành Đèn có kiến trúc không nổi bật, không lớn và không cổ xưa, nhưng bù lại ngọn hải đăng này tọa lạc ở vị trí rất đẹp. Hải đăng dựng trên gành đá và được tạo nên từ những tảng đá màu hồng nhạt xếp chồng lên nhau và phía sát mặt nước. Gành đá có bờ dốc đứng, từng đợt sóng đánh thẳng vào tung bọt trắng xóa, cùng vị trí sát bùn rất thuận lợi cho du khách đến tham quan và ngắm cảnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về ngọn hải đăng. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho một cái bấm nút đăng ký và like để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn các bạn.